Chào các bạn, trong video này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn lập trình khoang phôi tự động. Ở đây quá trình công nghệ được ví diễn như sau. Đây ta có 3 xi lanh A1, A2 và A3 và các nút nhấn Start và nút nhấn Reset. Khi ta nhấn nút Start thì xi lanh 1A duỗi ra sẽ đẩy cái sản phẩm. Đến cuối hành trình thì nó sẽ đẩy sản phẩm và kẹp chặt sản phẩm trở lại. Tiếp đó là xi lanh số 2 mang mũi khoan di chuyển đi xuống đến cuối hành trình và nhấn delay 2 giây, sau đó nó quay trở về vị trí ban đầu. Tiếp theo là xi lanh 3A sẽ duỗi ra, đồng thời là xi lanh A1 co lại, 1A co lại để đẩy sản phẩm vào thùng chứa. Tiếp theo là xi lanh 3A co lại, kết thúc một chu trình và quá trình sẽ được lặp lại cho đến khi nhấn nút reset. Bây giờ tôi sẽ giải thích code và chúng ta đi ở trong phần mềm PCCMU này, chúng ta sẽ vẽ các cái xi lanh và các nút nhấn này. Đầu tiên là tôi sẽ giải thích code. Ở trong cái code điều khiển này thì ta sẽ sử dụng cái thư viện PCCMU.hot. Và để sử dụng thư viện này thì ba cái mã câu lệnh này là bắt buộc. Để chúng ta biên dịch cái thư viện PCCMU này. Và ở đây tôi sẽ khai bố các biến. Đầu tiên là biến Big Reset để chúng ta reset cái chương trình. Và các biến XT3, XT4 đến XT8 là để ta lưu các cái trạng thái của hệ thống. Và biến XT này là biến Start, biến Reset. Và các biến X1 Call, X1 A duỗi, X2 A lên, X2 A súng, X3 A co, X3 A duỗi, xi lanh 1, xi lanh 2 và xi lanh 3. Ở trong vào hòm setup, ta sẽ mở cổng stereo. Ở đây ta không cần cái câu lệnh này, bởi vì ta không có quan sát cái ở trên màn hình máy tính, ta để cũng được. Tiếp theo là ta sẽ khai bố các cái pin mode của các cái đầu ra để điều khiển các xi lanh. Xi lanh số 1, số 2, số 3 là output và các nút nhấn. Ở đây có nút nhấn và các cái công tắc hành trình này thì ta khai bố là input. Và đây là hai nút nhấn Start và nút nhấn Reset thì ta khai bố ở chân số 12 và chân số 13. Ở trong vòng lặp ta sẽ gọi các cái chương trình, các chương trình công này, set time và read status control out. Cái hòm set time này thì ta ở đây là khi cái khoang này đi xuống thì nó delay 2 giây thì ta sử dụng cái delay này. Và cái hòm đọc trạng thái thì ta sẽ đọc lần lượt các cái trạng thái của các nút reset, nút start và các trạng thái của các cái công tắc hành trình, công tắc giới hạn này. Và ở hòm out thì ta sẽ xuất ra các tín hiệu điều khiển ở các chân số 2, số 3 và số 4 để ta điều khiển ba xi lanh này. Và ở trong chương trình chính, chương trình control thì ở đây ta sẽ
ta sẽ sử dụng cái GraphShape để ta viết cho cái quá trình tuần tự này. Nó cũng đơn giản. Ví dụ ở đây ở trạng thái thứ ba thì cái phía đầu tiên này là hồn chạy và phía sau này là hồn ngắt. Tương tự đây là hồn chạy của trạng thái XT4 và đây là ngắt của XT4. Tương tự là XT5, XT6, XT7 và XT8 cũng tương tự. Và ở bit reset này thì ta dùng để reset cái chương trình. Ở đây là có cái câu lệnh để chúng ta điều khiển cái đầu ra. Chương trình của chúng ta nó cũng đơn giản vậy thôi. Bây giờ qua phần PC Simu thì ở đây đầu tiên là ta vẽ các cái xi lanh này. Thì ta sẽ vào biểu tượng này để ta vẽ. Ta vẽ các nút nhấn. Thì ta sẽ vào biểu tượng này. Và ở đây để khai báo các cái đầu vào và đầu ra cho các cái xi lanh và các nút nhấn. Thì ta sẽ tuân theo cái bảng bùa ra này. Ở đây giả sử như ở chân số 2, chân số 3 và chân số 4 là các output. Thì ở đây ta sẽ khai báo là Q0.2, Q0.3 và Q0.4. Nếu là input thì ta khai báo là Y0.2, Y0.3 và Y0.4. Ví dụ cụ thể ở đây, cái xi lanh số 1 thì ta khai báo là Q0.2. Bởi vì ở đây ta nối vào chân số 2 của board Arduino. Tương tự các cái công tắc hành trình. Ở đây công tắc hành trình giới hạn trên là Y0.5 và giới hạn dưới là Y0.6. Tương tự xi lanh số 2 thì ta khai báo là Q0.3 và công tắc hành trình giới hạn trên là Y0.7 và giới hạn dưới là Y1.0. Y0.7 và Y1.0. Ở đây ta nối vừa chân số 7 và chân số 8. Ở chân số 7 là Y0.7 và chân số 8 là Y1.0. Tương tự ở xi lanh số 3 thì ta cũng có đầu ra là Q0.4 và các cái đầu vào là các cái công tắc hành trình là Y1.1 và Y1.2. Ở đây Y1.1 và Y1.2 là các chân, ta nối vào các chân số 9 và số 10 của board Arduino. Và nút star này thì ta nối vào chân số 13, thì ở đây là input, cho nên là ta khai báo là Y1.5. Ở đây ta khai báo là Y1.5. Tương tự nút reset thì đây là Y1.4. Đây là các cái địa chỉ đầu vào đầu ra của cái ở trong ví dụ này. Bây giờ chúng ta tiến hành nộp code vào board Arduino để chúng ta chạy mô phỏng. Ta cắm cổng USB vào máy tính. Ta vào tool. Ta chọn board là Arduino Uno và ta chọn cổng kết nối là cổng COM3. Ta tiến hành upload chương trình lên board Arduino. Chương trình của chúng ta đã upload thành công. Bây giờ ta sẽ vào cái phần mềm PC Simu. Ở đây ta sẽ chọn cổng COM3. Bởi vì trong board Arduino ta kết nối cổng COM3, cho nên ở đây ta cũng chọn cổng
phạm vi nối của chúng ta là cổng COM 3. Tiếp theo, ta sẽ vào biểu tượng này để ta kết nối giữa VGCMO và board Arduino. Ta tiến hành cho chạy mô phỏng. Và đây chương trình của chúng ta báo lỗi thì ta sẽ thoát ra và chúng ta kết nối trở lại. Chương trình của chúng ta đã kết nối thành công. Bây giờ ta tiến hành chạy mô phỏng. Ta nhấn nút Start thì CLAN số 1 sẽ duỗi ra và sau đó là khoang sẽ đi xuống và khoang chi tiết. Sau đó là CLAN 1 thu về và CLAN cùng lúc đó là CLAN 3 duỗi ra và CLAN 3 duỗi ra là thu về và sẽ kết thúc một chu trình và lập lại một chu trình mới. Khi ta nhấn nút Reset thì chương trình của chúng ta sẽ reset và các cái CLAN này sẽ trở về vị trí ban đầu. Các bạn để ý các cái công tắc hành trình này. Khi CLAN thu về thì công tắc hành trình này tác động và khi duỗi ra thì cái công tắc hành trình này tác động. Nếu các bạn thấy kiến thức mà tôi chia sẻ trong video này là hữu ích thì hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để nhiều người được biết đến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận ở bên dưới, tôi rất muốn đọc được những bình luận của các bạn. Video này chúng ta kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.